Hello, xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giãn dòng này Giãn khoảng cách chữ trong Word này Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giãn và co cái khoảng cách chữ trong Word trước mọi người nhé Đầu tiên ấy, thì mọi người muốn giãn khoảng cách chữ hay là co khoảng cách chữ Ở dòng nào ấy, thì mọi người bôi đen Bôi đen Tiếp đến mọi người sẽ chọn cho mình vào cái này Đây, Ở mục phông này Mọi người sẽ chọn cho mình cái cái biểu tượng nhỏ nhỏ này, này Mọi người sẽ sang cho mình cái mục là van và ở mục là chat spin thì mọi người sẽ chọn cho mình cái dòng dòng đầu tiên là bình tự là chúng ta sẽ không thay đổi gì hết dòng thứ hai là chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ giãn ra nhé để ví dụ mình chọn này ví dụ mình để là một phát này mình ok này thì nó sẽ giãn ra mọi người thấy nó sẽ ấn căn z này này đó nó sẽ giãn ra tiếp đến nếu mà chúng ta chọn ở dòng dòng thứ ba và ấn ok thì nó sẽ co lại mọi người nhé còn uh, mọi người có thể là chỉnh xem nó giãn bao nhiêu và nó co bao nhiêu thì ở mục bài này có thể là một này hoặc là thấp hơn một này đấy thì nó sẽ uh, uh, co lại uh, bao nhiêu hay là giãn ra bao nhiêu mọi người sẽ chỉ chỉnh ở đây và ấn ok hoặc là mọi người cũng có thể là chỉnh ở chỗ scale này ví dụ nó to ra ấy, thì nó sẽ gọi là giãn uh, khoảng cách chữ to ra đây này và nó nhỏ lại thì nó sẽ co lại khoảng cách chữ nhá Tiếp đến bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dãn dòng thì giãn dòng thì nó có hai cách cách đơn giản nhất ấy, thì mọi người cứ bôi đen văn bản này mọi người sẽ chọn vào đây và mọi người sẽ chọn cái khoảng cách mọi người muốn giãn Ví dụ như là một chấm thì là không thay đổi gì còn 1.15 thì nó sẽ được một chút 1.5 thì nó thay đổi nhìn nó rõ ràng hơn hai chấm này thường thì mọi người chọn là 1.5 hoặc là 1.15 để À, chúng ta muốn để bao nhiêu thì để nhé ví dụ đây để, để 1.5 chẳng hạn đó thì trông nó cũng khá là à, đẹp và dễ đọc hơn khi mà chúng ta để mặc định là là một thì trông nó sẽ bị co lại trông xấu hơn và đọc nó khó hơn tiếp đến thì mọi người cũng có thể là kích vào đây và mọi người cũng có thể là chỉnh dãn dòng ở đây nhé ví dụ ở đây mình sẽ để về không này và cái này chúng ta sẽ chọn là multi này và cái này thì mọi người chọn là một Chấm 5 chẳng hạn ấn ok thì nó cũng như vậy thôi không khác gì cả như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách giãn dòng giãn khoảng cách chữ ở trong cuốt vô cùng là đơn giản thì à, tùy vào cái mục đích sử dụng trong công việc hay là học tập thì mọi người sẽ áp dụng mọi người nhé còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video mà thấy hay thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like một chia sẻ một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người bye bye